Hãng game Digital Exchange mới đây chia sẻ về tính năng hỗ trợ chơi chéo giữa các nền tảng cho WorldFame, bao gồm cả phiên bản di động mới. Bản WorldFame Mobile hiện đang trong quá trình phát triển với nhiều hứa hẹn. Điều này có nghĩa là người chơi sẽ có thể chơi với bạn bè trên PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS và Nintendo Switch. Trong khi đó, bản mobile hiện đang tiếp tục phát triển. Trong video giới thiệu, người chơi có thể quan sát hình ảnh đồ họa, cơ chế gameplay và giao diện trò chơi. Phiên bản hứa hẹn sẽ làm nên thành công như những gì người tiền nhiệm đã đạt được. Game thủ cũng sẽ có thể tự do trao đổi giữa các nền tảng, cũng như tự do up file nền tảng mình đang chơi. Điều này đã được tiết lộ phân đoạn cuối cùng của Tenocon vừa qua. Những tính năng này trong WorldFame Mobile có thể giúp ích cho nhiều người chơi. WorldFame là một trò chơi bắn súng trực tuyến nhiều người chơi, góc nhìn thứ ba miễn phí được phát triển và phát hành bởi Digital Exchange. Trong WorldFame, người chơi điều khiển các thành viên của Tenno, một chủng tộc của các chiến binh cổ đại đã thức tỉnh từ nhiều thế kỷ. Bạn sẽ tham gia trong cuộc đấu chiến tranh hệ hành tinh với các phe phái khác nhau. Tenno sử dụng nhiều loại vũ khí và khả năng để hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi bao gồm các yếu tố của game bắn súng, cận chiến, parkour và nhập vai, cho phép người chơi trải nghiệm trong môi trường với các yếu tố khác nhau. Trò chơi là một trong những tựa game thành công nhất của Digital Exchange, với gần 50 triệu người chơi trong năm 2019.